D'accord. Em sẽ đắp mặt nạ bạc hà. Chị mụ mờ thâm. Trước tiên là sẽ làm dịu da cho khách luôn. Con gái tôi pha hơi nhiều. Công đoạn chiếu đèn ánh sáng sinh học nhé, để chị mụn hồi da, tái tạo da nhá. Khách nằm nghỉ ngơi nhắm mắt 15 phút thế là xong. Xin chào cả nhà nha.